ngay nhá, gấp 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 lắm rồi em ơi. Hôm nay là make cho anh một cái layout mà layout nó đi vào lòng người nhá. Người nào cũng phải là trung tâm nhá. Anh đi The Global City nhá. Không phải đơn giản đâu, lễ hội nhạc nước lớn nhất gì Đông Nam Á. Không phải ai cũng có dễ dàng trên tay cái tấm vé này nhỉ ông nhỉ. Sự kiện hot hòn hò cháy vé liên tục những cái ngày mở public mà ông Tôn Phạm ông về ông dâng cho tôi. Sướng quá cơ. Mà tổ chức ngay ở khu đô thị The Global City, được gọi là trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh đấy các bạn ạ. Trước đến giờ chỉ biết là trung tâm quận nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ thôi. Mà bây giờ lại có thêm một trung tâm thứ hai, trung tâm mới, thì đương nhiên là mình sẽ thêm lựa chọn và sẽ đi rồi. Sau đây là màn biến hình từ giai đẹp thành giai rất đẹp. Cái thằng này mày nhanh lên đi, lề mề quá cơ. Nói không phải tự tin đâu mà nhìn chúng em như là hai CEO đang đi dự tiệc của giới siêu giàu đấy. Di chuyển đến The Global City dễ dàng lắm các bác ạ. Cách trung tâm quận một khoảng hơn 10 phút. Khi mà nó đi vào hoạt động nhá là rất phù hợp để đến đây vui chơi. The Fountain Festival. Ôi dồi ôi, đứng ở đây một phát tự nhiên cảm thấy cái giá trị con người mình nó được thăng hạng ấy. Eo ơi, đùa háo hức tim muốn nhảy ra ngoài luôn ý. Mọi người nhớ theo dõi để khám phá cùng em hôm nay là như thế nào. Chúng mình đã vào được đến bên trong rồi đấy cả nhà. Chưa thấy chị Mỹ Tâm đâu nhá. Nôn nức quá cơ. Thực sự là trời hôm nay rất là đẹp nha. Vừa vào đến khu vực chụp hình một cái là bao nhiêu anh photo săn đón chúng em cứ như là người nổi tiếng ấy. Ui, phải gọi là rộng dã man luôn này các bác này. Để chuẩn bị cho cái nguồn năng lượng tối nay hò hét thì chúng em phải đi một vòng để tô ma hốc và vục mặt vào đồ ăn đã cơ. Ôi trời ơi, gặp idol TikTok Hồng Nhung. Xong rồi tự nhiên Nhung lại xin mình một miếng dim sum chứ chẳng nhẽ mình bảo là không cho đâu à. Thế là lại phải cho bấm bụng tiếc đứt ruột ra. Ăn xong thì tụi mình ra ngay như bờ sông bên cạnh để ngắm khinh khí cầu. Thật là lãng mạn quá, thiếu mỗi người yêu thôi. Lại còn được vẽ ký họa miễn phí, tội gì không làm một bước để thiệt thân à. Bọn mình phải nhau vào ngay. Ôi trông mình cũng đẹp ấy chứ, dễ thương ấy chứ. Chuẩn bị lên sân khấu an toàn gặp ngay hội TikToker. Thế là lại làm vài phô ảnh giao lưu với nhau tí nào. Gặp chị Thu Trang này, anh Tiến Luật này, anh Ngô Kiến Huy này, anh Jun Phạm này, chị Ninh Dương Lan Ngọc này. Nhưng mà đang chào giờ tự nhiên đèn tắt phụt đi buồn lắm ấy chương trình ạ. Everybody hands up, let's go. Eo ơi, cái sân khấu nó to tướng ra mà cái tiết mục mở đầu nó hoành tráng, dancer nhảy chồm chồm làm mình muốn nhảy chồm lên sân khấu luôn cơ. Ôi bác này là chủ đầu tư của Master Ride Home đấy, không biết là bác có thuộc cộng đồng LGBT không để mà em tiếp cận bác nào. Nhìn qua thôi là em biết là bác đẹp trai. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà em được xem nhạc nước mà nó to đùng, mà nó hoành tráng, mà nó nhiều đèn nước nó phun to như thế này. Thực sự là nhìn qua cái màn hình này thì không bao giờ cảm hết được bằng những cái người đang ở đây ngày hôm nay. Thực sự luôn, một đặc ân trong cuộc đời em, quá sướng luôn đi. Mà nghe nói đây chỉ là demo khai trương giai đoạn 1 thôi nhá. Khi hoàn thành xong là nó còn gấp 5-6 lần như thế này. Giới thiệu với anh chị, đây là chồng em, người đầu gối tay ấp với em hàng đêm, hôm nay lên biểu diễn đấy. Sau chồng em là chị Min lên vừa hát vừa nhảy hồng hộc luôn. Bốn anh Đà Lạt này là hàng xóm nhà em ạ. À, ca sĩ Phương Ly hôm nay cháy lắm chứ không đùa đâu. Và giới thiệu luôn với mọi người, đây là anh Hiếu thứ hai, người yêu của em. Người hai tất là chồng, còn Hiếu thứ hai là người yêu. Còn đây là mẹ em, người mẹ mà em luôn yêu thương, kính trọng, tôn thờ. Nghe giọng ca của mẹ Mỹ Tâm mà em mùn rùn hết cả chân tay em ra phê, không thể nào chịu nổi cơ chứ lị. Mẹ em hát được một lúc thì bố em cũng ra luôn, đó là anh Hà anh rồi. Em ơi, em nói thật nhá, em được tham gia cái event nhạc nước hoành tráng tại khu đô thị The Global City này, em không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Quá mãn nhãn, quá hoành tráng. Mà với cái độ hoành tráng thì rất xứng đáng là trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn Master Ride Home nhá, mang đến một cái dự án phải gọi là đẳng cấp quốc tế luôn chứ đùa đâu. Mọi người có thể tận hưởng nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á ngay tại Việt Nam, tại khu đô thị The Global City tại quận 2, mà chớ hề phải đi đâu xa như là Singapore nữa. Anh Long ơi, đi về thôi. Không, Tâm ở đâu thì Tâm đâu, anh còn không về đâu. Em đi về đi. Không về đâu, đừng mà. Clip đến đây là hết rồi.